Chiều 2 tháng 9, mưa lớn, nước lũ tràn về nhanh. Ủy ban nhân dân xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa phải sơ tán khẩn cấp hàng chục hộ dân đến nơi an toàn. Lãnh đạo Đảng ủy xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa cho hay, những ngày qua địa phương này liên tiếp có những trận mưa lớn. Mưa kéo dài khiến nước từ thượng nguồn đổ về, khiến nước suối Sim dâng cao gây ngập lụt nghiêm trọng đường tỉnh lộ 521E nối với trung tâm huyện Mường Lát. Mưa lũ cũng khiến nhiều bản làng tại xã Mường Chanh bị cô lập. Toàn bộ 4 cầu tràn đi qua các khu dân cư ngập sâu, có những điểm nước chảy xiết dâng cao so với mặt của đập tràn gần 2 mét. Trước tình hình trên, chính quyền xã Mường Chanh chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan, bộ đội biên phòng, công an, dân quân tự vệ vận động di rời, sơ tán khẩn cấp 18 hộ dân ở ven suối Sim đến nơi an toàn. Hiện chính quyền địa phương cũng đang vận động hơn 30 hộ dân ở các bản có nguy cơ lũ quét và sơ tán tài sản của người dân đến nơi an toàn. Theo chính quyền xã Mường Chanh, tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp trong khi lũ đổ về từ thượng nguồn khiến suối Sim dâng cao. Vì thế, lực lượng chức năng đang tiếp tục tiến hành rà soát, vận động bà con không được chủ quan, sớm di rời, sơ tán đến các địa điểm an toàn. Lực lượng của xã duy trì 100% quân số thường trực, sẵn sàng tham gia xử lý các tình huống do lũ gây ra. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị thông tin liên lạc, lương thực, thực phẩm sẵn sàng tham gia phòng chống và ứng cứu khi tình huống xấu xảy ra. Và bão số 3 cũng như là hoàn lưu đã đi qua, nhưng những cơn mưa vẫn chưa ngớt. Và cho đến thời điểm hiện tại thì nhiều thôn xóm tại các xã như là Nam Phương Tiến, Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội thì vẫn đang bị ngập rất sâu. Nước rút chậm và nhiều người dân vùng rốn lũ vẫn phải chấp nhận tiếp tục ở nhờ và sống xa nhà thêm một thời gian dài. Mưa lớn kèm ảnh hưởng của bão số 3 khiến nhiều huyện ngoại thành của Hà Nội đến nay vẫn ngập lụt. Trong đó huyện Chương Mỹ bị ngập nặng nhất. Hiện huyện này vẫn còn hơn 50 thôn xóm bị ngập gần 5.100 hộ dân, gần 23.000 người bị ảnh hưởng. Tất cả những ngôi nhà ở đoạn trũng gần đồng ruộng vẫn trong cảnh lụt nặng, nước ngập tới mép cửa trên hoặc xấp xỉ mái nhà. Các con đường vẫn chìm rất sâu, có nơi tới 7 mét. Hiện chỉ có một số ngôi nhà thuộc thôn Nam Hải là có điện trở lại từ ngày 20 tháng 9. Còn lại đa phần các hộ bị ngập của các thôn đều chưa có điện. Hai trận lụt liên tiếp từ cuối tháng 7 năm 2024 đến nay khiến cuộc sống của người dân huyện Chương Mỹ đảo lộn, thiệt hại nặng nề. Hiện chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã hỗ trợ kịp thời di rời người dân và nhiều tài sản đến nơi an toàn. Sau khoảng 2 tuần bão số 3 đổ bộ và gây mưa lũ lớn, vẫn còn khoảng 14.700 người dân phải đi di rời, sơ tán, chưa thể trở về nhà. Tập trung chủ yếu tại các huyện vẫn còn ngập lụt như Chương Mỹ 8.820 người, Mỹ Đức 3.491 người, Quốc Oai 1.063 người, Ứng Hòa 437 người. Thưa quý vị, lãnh đạo của tỉnh Thanh Hóa vừa ký ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp bảo tồn, gia cố di tích Hòn Vọng Phu thuộc cụm di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An Hoạch thuộc núi Nhồi, phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa. Trước đó thì Hòn Vọng Phu đã nhiều lần bị sét đánh và gây sạt lở nhiều khu đất đá với kích thước rất lớn. Theo đó, di tích Hòn Vọng Phu sẽ được gia cố, gia cường bằng các sợi thép được chèn vữa sinca, gia cố dọc theo phương đứng của di tích, thiết kế hệ thống với các đường ống khoan rút lõi từ đỉnh của di tích Hòn Vọng Phu, bố trí các cốt thép trong đường ống và lấp đầy bằng vữa không co ngót sinca. Dự án có tổng mức đầu tư không quá 17 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh Thanh Hóa, hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2025. Nằm cách trung tâm thành phố Thanh Hóa khoảng 3 km, trên đỉnh núi Nhồi có một trụ đá sừng sững mà người dân vẫn thường gọi là Hòn Vọng Phu, cao khoảng 20 mét. Hòn Vọng Phu đã nhiều lần bị sét đánh và lần gần đây nhất là tháng 6 năm 2022. Và sét đã đánh trúng Hòn Vọng Phu gây sạt lở nhiều khối đá với kích thước khá lớn. Thưa quý vị, hơn 70 người tại xã Nông Thượng, thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn đã phải nhập viện cấp cứu hoặc là theo dõi với cùng biểu hiện như là sốt, nôn, đau bụng, đau đầu và chưa xác định rõ nguyên nhân ở đâu. Và trao đổi với phóng viên của Chào Buổi Tối, ông Trần Văn Tuyến, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Cạn cho biết, bệnh viện đã lấy mẫu xét nghiệm bệnh phẩm của bệnh nhân, kết quả phát hiện vi khuẩn tụ cầu. Ông Tạc Văn Nam, Giám đốc Sở Y tế Bắc Cạn cho biết, trong hai ngày 20 và 21 tháng 9, tại Bắc Cạn ghi nhận hơn 70 trường hợp nhập viện với biểu hiện nôn, sốt, đau bụng. Trong số đã nhập viện, hiện một số người còn sốt, đau đầu, đau bụng nhưng không có trường hợp nào nguy kịch. Đa số đã ổn định và đang được điều trị hồi sức. Một số bệnh nhân có thể xuất viện trong hôm nay.
Các cơ sở y tế đang làm thêm một số xét nghiệm để xác định nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng bệnh và điều trị cho các trường hợp bị bệnh. Trước đó, ngày 20 tháng 9, có 20 học sinh tại xã Nông Thượng phải nhập viện với biểu hiện nôn, sốt, đau bụng, đau đầu, tiêu chảy đang được theo dõi. Đến trưa 21 tháng 9, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Cạn và Trung tâm Y tế thành phố Bắc Cạn đã tiếp nhận thêm nhiều trường hợp nhập viện, nâng tổng số người nhập viện lên 54 ca. Cùng với học sinh đã xuất hiện các trường hợp người lớn có biểu hiện tiêu chảy, đau bụng, buồn nôn. Bên cạnh đó còn 20 ca bị các biểu hiện như nôn, đau đầu, đau bụng đang được theo dõi tại nhà. Vâng, hiện thì chưa có kết luận cuối cùng về nguyên nhân khiến hàng loạt người nhập viện. Và cũng trong chiều nay thì Sở Y tế tỉnh Bắc Cạn cũng sẽ họp với các cơ sở để đưa ra kết luận cuối cùng. Trong ngành đồ uống, đặc điểm của các thị trường phát triển là ưa chuộng các sản phẩm có lợi cho sức khỏe, được sản xuất từ nguyên liệu nông sản thô nhưng phải được tinh chế và vượt qua hàng rào tiêu chuẩn khắt khe về kỹ thuật, về an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật, thay đổi liên tục. Vâng, và từ lá chè của Thái Nguyên, thông qua hệ thống công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic, sản phẩm trà xanh không độ đã ra đời và nằm trên các kệ hàng của những thị trường khó tính như là Mỹ, Canada, Nhật Bản và Singapore. Ngay từ khi chăm sóc cây chè, người dân vùng đệ nhất danh trà Thái Nguyên đã luôn chú trọng để đảm bảo chất lượng sạch tự nhiên nhất trước khi cung cấp nguyên liệu cho Tân Hiệp Pháp dùng để sản xuất trà xanh không độ. Rất là vui, vinh hạnh khi được sản xuất ra những cái lá chè, những cái ngọn chè để ngon như thế này để sản xuất ra trà xanh không độ cho dùng cho mọi người uống. Đối với Thái Nguyên mình thì cái chè mà cung cấp cho Tân Hiệp Phát ấy, nó giúp cho bà con có cái công việc ổn định hơn rất là nhiều. Cho nên cái vui chính đối với mình không phải vấn đề kinh tế mà đó là vấn đề bà con nông dân có công việc ổn định và tạo ra giá trị an ninh xã hội hơn. Để tạo ra sản phẩm chất lượng vươn tầm thế giới, công ty Tân Hiệp Phát thông qua hợp đồng ký kết với nhà cung cấp đã định hình ngay từ đầu giống chè, quy trình, kỹ thuật chăm sóc, phân bón, thu hoạch cho người nông dân để tạo những đồi chè có chất lượng tốt nhất. Với quy trình chăm cây chè đúng chuẩn sẽ cho ra những lá chè dày, căng bóng, đáp ứng 48 tiêu chí chất lượng mà Tân Hiệp Phát yêu cầu. Đầu tiên là tất cả nguyên liệu nhập vào kho phải đạt yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm. Thứ hai là phải đạt tất cả các chỉ tiêu về sinh hóa như trì này, thủy ngân. Những cái chỉ tiêu bắt buộc yêu cầu bên Tân Hợp Phát đưa ra là công ty là bắt buộc là phải nguyên liệu bắt buộc là phải đảm bảo chất lượng. Sau khi vận chuyển về nhà máy, chè nguyên liệu sẽ được đưa vào hệ thống công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic để bắt đầu quá trình sản xuất ra trà xanh không độ, một sản phẩm nổi tiếng mang thương hiệu quốc gia Việt Nam từ nhiều năm qua và được hàng triệu người tiêu dùng yêu thích, sử dụng mỗi ngày. Đến nay, sản phẩm trà xanh không độ của Tân Hiệp Phát đã xuất khẩu đến khoảng 20 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có những thị trường đặc biệt khó tính như Mỹ, Canada, Hà Lan, Úc, Cộng hòa Czech, Hàn Quốc, Singapore.